các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm Của tác giả Trương Kiệm Qua bản dịch của Nguyễn Thiêm Với nhan đề Mèo mả gà đồng Hà lé là một kẻ muôn người. Bên ngoài cô ta trông có vẻ giàn dị, chân chất, nhưng lại rất tàn nhẫn, thường bắt cóc trẻ em đem bán. Một ngày, cô ta bí mật bế một đứa trẻ ba tuổi ở cổng siêu thị. Sau khi cho đứa trẻ uống thuốc ngủ, cô ta bế đứa bé lên xe buýt đường dài mang đi bán. Trên xe đông người, một người đàn ông da ngăm đen đã nhường ghế cho Hà Lé cô ta cảm ơn người đàn ông rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trẻ tuổi cô ấy lấy ngón tay ra trọt trọt vào mặt của đứa trẻ nói thằng bé đáng yêu quá để em bế nó một lúc nhé hà lẽ cười nói cô bế đi sau khi đưa đứa trẻ cho người phụ nữ bế hai người bắt đầu trò chuyện với nhau Người phụ nữ nói Rằng mình tên là Lý Lệ Hôm nay nhân ngày nghỉ Về quê thăm họ hàng Câu chuyện cứ theo hành trình Ngày một rôm già và chẳng mấy chốc Đã đến nơi Sau khi xuống xe Lý Lệ nói với Hà Lé rằng Cô ta muốn đi vệ sinh Nên nhờ Hà Lé sạch giúp cái túi Chị Hà này Đợi em quay lại Em sẽ bế đứa trẻ cho chị Chị cũng cần phải đi vệ sinh Hà Lé cười, gật gật đầu. Khi Lý Lệ đi vệ sinh xong, Hà Lé giao đứa trẻ cho cô ta và bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Hà Lé đi ra thì không thấy Lý Lệ đâu. Cô ta đang lo lắng thì thấy người đàn ông ra ngâm đen. Chính là người đã nhường ghế cho mình ở trên xe cũng đi vệ sinh ra. Hà Lé kể lại sự tình với người đàn ông và nói như cầu khẩn đại ca hãy giúp tôi cùng đi tìm đứa con của tôi với ở bến xe rất đông người hai người chen lấn trong đám đông mấy vòng nhưng không thấy gì người đàn ông nói một người phụ nữ lại bế theo đứa trẻ thì không thể nhanh chóng đi xa được tôi sợ rằng cô ta là kẻ buôn người nên nhắm đúng cơ hội để mang đứa con của cô đi hay là ta đi báo cảnh sát Nghe thấy hai tiếng cảnh sát Hai lẽ giật thoát mình Đây là đứa trẻ mình bắt cóc Sao lại báo cảnh sát được Không ngờ hôm nay lại gặp đồng nghiệp lý lệ Cao thủ hơn mình Nghĩ vậy Hà Lé nói với người đàn ông Gọi cảnh sát Tôi phải làm bàn tương trình Đến lúc đó thì nó mang con tôi đi xa rồi Tìm thế nào được nữa Tôi sẽ tự đi tìm Xin cảm ơn anh Anh cứ mặc tôi không vì tôi mà lỡ việc của anh. Nói xong cô ta quay người đi, nhưng người đàn ông đã túm lấy tay Hà Lé nói. Việc quan trọng như thế này, làm sao tôi có thể bỏ mặc cô được? Tôi tên là Trần Thịnh, tôi có người họ hàng làm việc ở Cục công Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến tìm anh ấy. Tôi sẽ bảo anh ấy trước tiên phái cảnh sát đi tìm đứa trẻ. Việc tường trình sẽ làm sau. Như vậy có được không? Hà Lé vẻ bối rối người toát mồ hôi. Cô ta muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thì bị Trần Thịnh nắm chặt cánh tay, không rằng ra được. Trần Thịnh dẫn Hà Lé đi vòng vèo qua ba bốn khúc quanh, cuối cùng đến một khoảng sân nhỏ. Trần Thịnh gõ cửa, rồi có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi ra. Trần Thịnh nói, Thí ơi, chú Đặng về chưa? Tôi tìm chú vì có việc gấp. Nhà tôi đi ra ngoài một lát rồi về ngay, hai người vào trong nhà đợi vậy. Lúc này bà thím mới đưa mắt nhìn hai người. Bà ta nở nụ cười mời hai người vào trong nhà. Lúc này hà lé ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng dở, mà ở cũng dở. Cô ta lo sợ, tim đập thành thịch. Vừa vào trong nhà, cô ta nhìn thấy trên mắt áo có mũ và bộ cảnh phục. Cô ta lại càng lo. Chân cô ta run rời rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Khi tỉnh dậy, cô ta thấy bà thím đang dùng khăn lau trán cho mình. Ồ, oh, em tỉnh rồi. Anh Trần nói với tôi rằng con em bị bọn xấu bắt cóc. Thật đáng thương. Em yên tâm, chồng chị ở cục công an. Lúc nữa anh ấy sẽ cử người về đây để tìm hiểu tình hình. Em đừng lo, nhất định sẽ tìm được đứa bé. Chị ơi, sao cũng ra ngoài đường mà đợi em sốt ruột quá rồi hà lẽ cố gắng trấn tĩnh và nghĩ cách chuồn khỏi đây như thế sao được em vừa bị ngất không thể ra bên ngoài hóng gió được em cứ ngồi trong nhà mà nghỉ để chị đi pha trà cho em uống bà thím ấn hà lẽ ngồi xuống ghế rồi đi pha trà cơ hội không thể để mất nó không thể có lần hai hà lẽ nhân cơ hội bà thím đi vào nhà trong nên đứng lên, lao nhanh ra khỏi nhà. Bà thím thấy có động nhìn ra thấy Hà Lé chạy khỏi nhà thì vội đuổi theo sau. Em đừng chạy, em chạy đi đâu, quay lại đi. Hà Lé không quan tâm đến tiếng gọi của bà thím, cố gắng chạy nhanh hơn về phía trước. Chạy được không lâu thì thấy một xe cảnh sát đang kéo còi đi đến. Hà Lé thấy cảnh này, giật mình lo sợ không biết nên làm thế nào. Hà Lé đang ngơ ngác đứng bên lề đường, thì một chuyện kỳ quái xảy ra. Bà Thím đang đuổi theo Hà Lé, thấy xe cảnh sát vội quay đầu lại, nhưng chạy chưa được bao xa thì bị xe cảnh sát chặn lại. Trên xe cảnh sát còn có Trần Thịnh bị còng tay. Một cảnh sát đi đến nắm tay Hà Lé nói: "Chị chính là người bị Trần Thịnh lừa có phải không? Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp chị tìm thấy đứa trẻ." hóa ra trần thịnh cũng là một kẻ buôn người nhưng hắn chuyên buôn phụ nữ ở trên xe hắn đã đề mắt đến lý lệ nhưng lý lệ là người rất thận trọng nên hắn không thể tìm được cơ hội sau khi lý lệ bế đứa trẻ đi trần thịnh nhân cơ hội hà lé đang bị sốc nên lừa bán luôn cả hà lé chính bà thím và ông chú đặc cảnh sát mà hắn giới thiệu là đồng bọn của hắn bọn chúng thường mạo nhận là cảnh sát để lấy lòng tin của mọi người và dễ bề lừa đảo. Nhưng không ngờ ông chú Đặng lại bị xa lưới trước, nên cảnh sát lần theo manh mối bắt được Trần Thị. Cảnh sát đưa Hà Lé về đồn để tường trình đầu đuôi sự việc. Ngồi trong xe, cảnh sát mà mặt Hà Lé tái nhợt, tim đập thình thịch. Bây giờ, mình vẫn chưa bị lộ, nếu có cơ hội thì chuồn là thượng sách. Cảnh sát tường Hà Lé là một người mẹ đáng thương gặp chuyện không may, nên không có ai nghi ngờ gì về cô ta cả họ đối xử rất tốt với cô ta động viên cô ta để cô ta bớt nỗi lo hà lé hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này về đến đồn công an hà lé nói sự việc xảy ra giống như đã nói với trần thịnh nên cảnh sát không phát hiện ra một sơ hở nào của cô ta cả hóa ra cảnh sát đến nhanh như vậy là cảnh sát cũng đã bắt được lý lệ và đứa trẻ vẫn đang ngủ rất ngon khi Lý Lệ được đưa đến trước mắt Hà Lé, Hà Lé đứng lên chỉ vào mặt Lý Lệ mắng. Đúng là mày, mày đã bắt cóc con của tao. Bây giờ tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Lý Lệ. Lý Lệ là phần tử bất hào, có trong số đen của cảnh sát. Vì thế nên cô ta đang mang đứa trẻ đi bán, thì bị cảnh sát bắt. Sau khi vấn đề Trần Thịnh và Lý Lệ đã rõ ràng, một cảnh sát bế đứa trẻ trao cho Hà Lé. Cô Hà, Cô đúng là ngôi sao may mắn Gặp họa thành phúc Lại còn giúp chúng tôi bắt được hai kẻ tội phạm Hà lẽ mừng thầm trong bụng Hôm nay đúng là mình thật may mắn Mấy lần gặp sóng to gió lớn Nhưng thuyền vẫn an toàn gặp bến Hà lẽ tỏ vẻ từ tế nói Đều có Đều là do các anh cảnh sát Tận tâm tận lực vì dân phục vụ Các anh vất vả quá Cảm ơn các anh Tôi đưa cháu về đây tạm biệt các anh các chị chị đưa cháu về đi tôi sẽ tiễn chị một người cảnh sát trẻ rất nhiệt tình tiễn hà lé ra tận cổng đồn khi người cảnh sát định quay vào trong đồn thì đứa trẻ hết thuốc ngủ nên tỉnh dậy khi mở mắt ra nhìn thấy không phải mẹ mình nên nó dãy ruộng và khóc giống lên không phải mẹ không phải mẹ mẹ ơi mẹ đến đón con đi Hà lẽ hoàng hốt quay mặt đi Nhưng người cảnh sát cứ chằm chằm nhìn vào cô ta Anh thấy nét mặt cô ta tự nhiên tái nhợt Anh kéo tay cô ta nói Cô Hà Mời cô quay lại đồn để chúng tôi làm rõ về thân phận đứa trẻ Hà lẽ run lầy bầy Miễn cưỡng Theo người cảnh sát Quay trở lại đồn